Rồi, chào các bạn đến với Di động Nhật Nam nhé. Hôm nay clip này mình sẽ cập nhật cho các bạn một số máy chính hãng, cả iPhone, iPad nữa. Nhưng mà hôm nay cái chủ lực là mình sẽ thấy là cái dòng mà 1 triệu mấy, 2 triệu mấy rất là nhiều. Các bạn nào muốn mua những cái điện thoại xịn, ngon, bảo hành lâu, sử dụng được bền thì theo dõi hết cái clip này và chọn mua các bạn nhé. Bên mình bán hàng thì luôn luôn là cam kết là bán hàng chất lượng và là hàng chính hãng, cũng như là bảo hành lâu, bảo hành cho các bạn tới 6 tháng luôn á. 6 tháng một đổi một các bạn nhé, nếu có lỗi của nhà sản xuất. Và mình báo giá thì mình luôn luôn là báo giá máy trần. Máy trần có nghĩa là mỗi cái máy không thế này chưa kèm sạc. Trừ những cái máy mà nó có hộp, thì trong hộp nếu có sạc hay có tai nghe gì thì mình bán combo như thế các bạn nhé. Còn những cái máy không có hộp là chỉ bán và báo giá máy trần cho các bạn thôi, để cho các bạn tiện mua và tiện sử dụng được, tận dụng lại những cái bộ sạc các bạn đang có tại nhà các bạn. Và bên mình thì có ship hàng online trên toàn quốc. Nếu bạn nào ở xa thì có thể mua online, bạn nào ở gần thì cũng có thể đến trực tiếp, bởi vì mình vừa bán online và lại vừa bán trực tiếp ở shop. Mình có shop ở Tân Phú, Đồng Nai, cụ thể là nó ngay sát cái cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Mọi người ở gần khu vực đó thì đến xem mua hàng ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn trong nhiều năm qua đã luôn yêu mến ủng hộ. Bạn nào xem kênh thì dành tặng cho mình like và chia sẻ video đến nhiều người khác, cũng như ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Để đầu tiên đây có nguyên mấy cái sấp máy, cái này là cái dòng Oppo chính hãng các bạn ạ. Oppo chính hãng. Thì đây, đây là cái Oppo A1K các bạn ạ. Cái Oppo A1K, Oppo A1K này thì giá nó chỉ là 1.750.000 một máy các bạn nhé. Oppo A1K. Lâu ngày mình không bán cái mặt hàng này nên là mình cũng không còn nhớ cái cấu hình của nó, để mình mở một máy lên thì khi mà những cái máy giống nhau thì cấu hình nó như nhau thôi. Oppo A1K thì ở đây mình thấy có là chắc là có hai cái màu đen, cái màu đỏ, và máy thì mình thấy là khá đẹp. Và chắc chắn rồi, đây là sản phẩm chính hãng của Oppo nên là sẽ dùng được hai sim. Màn hình cảm ứng thì mượt mà vào khoảng 6 in 2 các bạn nhé. Đây, Oppo thì chúng ta xem cái cấu hình dễ lắm các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần vào phần giới thiệu điện thoại đấy thôi. Đây, Oppo A1K. Con này RAM 2 và bộ nhớ là 32 GB. Nói chung là dòng vừa tầm, bình dân. Tuy nhiên giá nó cũng rẻ, có 1 triệu 7 năm chục thôi. Máy thì mình thấy là màn hình khá là sáng đẹp. Máy thì chuẩn chỉ luôn, và không có lỗi lầm dù là nhỏ nhất nhé. Yên tâm, bên mình bán là bảo hành 6 tháng. Đấy, có màu đen và màu đỏ cho các bạn lựa chọn. Hàng chính hãng của Oppo, dùng được hai sim nhé các bạn, màu đỏ tươi luôn và màu đen, thì giá đều là 1.750.000 một máy nhé. Hàng của mình rất đẹp chứ không phải là hàng nó bị xấu hay là bị sửa chữa gì nha các bạn. Hàng của mình rất đẹp nha, nên là các bạn đừng vì mắc rẻ mà chê hàng của mình nhé. Chung hàng của mình rất là đẹp đấy các bạn, rất là đẹp. Lưng này nó hàng nói chung là 1.750.000, gọi là hàng máy cỏ, có màu đen và màu đỏ cho các bạn lựa nhé. Đấy, mua về nghe gọi chọi rẻ chỉ ngang với lại máy bấm phím thôi. Rồi tiếp theo là cái A3S, nhầm, không có không nào hết. Con này là Oppo A3S, cũng là dòng bình dân rẻ tiền, và đây cũng có máy màu đỏ. Máy màu đỏ và cái A3S này thì nó cũng có giá như vậy luôn, cũng là 1.750.000 các bạn nhé. Mấy dòng này thì bây giờ cứ quanh quẩn 1.700.000, 1.800.000 thôi, không có đắt, nhưng mà mua về cũng xài ngon. Ngon hơn là các bạn mua máy bàn phím nghe gọi, bởi vì cái này là chúng ta vẫn lướt web, vào Facebook, xài Zalo, học hành các thứ, hoặc là xem YouTube, nghe nhạc, đọc báo, ok hết các bạn nhé. Tiếp theo là con A5S màu đen. Thì A5S thì bình thường mình vẫn bán là 2 triệu mốt, nhưng mà hôm nay là mình bán cho các bạn giá 2 triệu.
Con này thì khá chuẩn, bởi vì con này là không những pin trâu, cấu hình thì lại nhỉnh hơn những con kia. Cấu hình nó là RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4200 và cũng nâng cấp hơn hẳn lên là hai camera sau. Chuẩn chính hãng các bạn nhé, và giá là 2 triệu. Máy mình báo giá máy trần thôi nhá, không kèm sạc, kèm siếc gì hết á. Tiếp theo là đến cái Oppo A7 các bạn ạ. Thì cái Oppo A7 màu xanh này thì mình thấy máy cũng khá là keng, nói chung là máy keng như máy mới không à. Máy đẹp, sạch sẽ, về là chỉ việc gắn SIM vào là xài thôi các bạn nhé. Mấy dòng máy cỏ này thì cứ rẻ rẻ mà được bảo hành lâu như thế này thì các bạn cứ yên tâm dùng cho mình. Cứ mua mà dùng, không việc gì phải đi mua máy cùi bắp bấm số làm gì cả. Và con A7 màu xanh này thì mình cũng có cái giá bán cho các bạn là 2 triệu mốt nhá. Con A7 này thì 2 triệu mốt, đắt hơn con A5S 100. Đấy, máy màu xanh, tươi xanh như nồi canh luôn các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm rằng là mình bao xài cho các bạn 6 tháng luôn rồi. Đấy, dòng bình dân rẻ tiền mà bao xài lâu. Đấy, tiếp theo đây cũng là A1K nữa này. A1K này thì là 1 triệu 7 50 này. Đấy, Oppo chính hãng, hai SIM toàn bộ nhé. Rồi đây là cái gì? Đây là A5S màu xanh, ok, và cũng giá 2 triệu này. Oppo A5S chính hãng nhé. Rồi màu đỏ thì cũng thế, cũng là A5S đây, và cũng là giá là 2 triệu chẵn các bạn nhé. Xài ngon lắm, không việc gì phải đi mua máy cùi bắp xài cả. Rồi tiếp theo là có một con V-Smart Lite 4. Con này phiên bản RAM 6, bộ nhớ 64 luôn. V-Smart này thì pin trâu, pin 5000. Con này thấy có hộp nhưng mà không có phụ kiện nha. Đây phải cho các bạn nói rõ cho các bạn này. Cho nên là vẫn là bán giá máy trần, chẳng qua là gửi kèm theo cái hộp cho nó lịch sự. Và máy này khá keng, mình thấy khá là keng. RAM 6, bộ nhớ 64 GB, có chữ ok, kiểu như test ok đó. 4 camera sau có vân tay. Và V-Smart Lite 4 này pin trâu 5000, cấu hình khỏe, màn hình to. Có giá bán cho các bạn là 2 triệu 7 các bạn nhé. Lưu ý là máy trần, chỉ có hộp chứ không có bộ sạc và tai nghe ở đây nhé. Đấy, nói rõ hết cho dễ. Rồi tiếp theo là Vivo các bạn ạ. Vivo nồi đồng cối đá, mà Vivo này bây giờ cũng rất ít rồi, lâu lắm mới thấy này. i12 các bạn ơi, con này pin trâu 5000 luôn nhá. RAM 4, bộ nhớ 64 GB, mà giá thì mình thấy cũng tương đối là hạt rẻ luôn. Vivo i12 để mình xem nào. Ok, giá là 2 triệu 3 thôi các bạn. 2 triệu 3 pin trâu 5000, 3 camera luôn. Chính hãng của Vivo thì chắc chắn rồi, dùng được hai SIM ngon nhé. Toàn bộ chỉ bán hàng chính hãng thôi nên các bạn cứ yên tâm. Và bán iPhone quốc tế, không bán máy lốc. Rồi tiếp theo là con i11 các bạn ạ. Con i11 này thì cũng pin rất là trâu. Con i11 này thì mình bán rẻ hơn. i11 là mình bán là 2 triệu mốt nha các bạn. Nhưng mà khá mới, màu xanh ngọc. Đấy. Phải i11 không hay là mình lộn đời ta? Đúng rồi các bạn. Con này là i11, còn con này là con i12, đúng rồi, con này là con xanh đậm này là i12, là 2 triệu 3, còn con i11 đấy là 2 triệu mốt các bạn nhé. Pin cũng trâu, cũng là hàng chính hãng, nhưng con i11 này còn mới lắm. Nói chung là mới mới kít. Hàng chính hãng, nói chung là hàng hạt rẻ, hôm nay toàn hàng triệu mấy, 2 triệu mấy rất là nhiều. Các bạn mua xài. Rồi Redmi 8 pin trâu, cấu hình khỏe. Con Redmi 8 này thì cực kỳ là trâu rồi, pin 5000 các bạn nhé. Mà máy mình cũng thấy máy rất là ngon. RAM 4, bộ nhớ 64 GB, máy màu xanh, còn tương đối là mới, chính hãng. Redmi 8, để mình xem Redmi 8 này nó là bao nhiêu tiền. Ok, nó cũng là giá 2 triệu 3. Đấy, toàn bộ là hàng hạt rẻ mà lại chất, xài ngon. Rồi tiếp theo là con Redmi Note 7.
Redmi Note 7 RAM 4 bộ nhớ 64 GB. Con này chơi game cũng khá là mượt này, mà cũng là dòng bình dân hạt rẻ. Thì Redmi Note 7 này, để coi Redmi Note 7 này thì giá là 2 triệu 2. Màu tím rất là đặc sắc luôn. Máy cũng khá là mới và chắc chắn là cũng là bản chính hãng nên dùng hai sim ngon nhé. Màn hình to mượt Redmi Note 7 2 triệu 2 thôi. Clip này tha hồ máy triệu mấy, 2 triệu mấy nhá bạn. Rồi Realme 5i. Hàng cũng 99%. Hơi phẩy phẩy ở lưng các bạn thấy này đấy, nhưng mà vẫn là tương đối đẹp so với một chiếc máy cũ nhá. RAM 4 bộ nhớ 64 GB luôn và con này cũng pin trâu 5.000 và giá cũng 2 triệu 3 thôi. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ mua. Rồi tiếp theo là có một con 7 lớp zin pin thay 32 GB màu silver, màu bạc. Nói chung máy khá là đẹp. 7 lớp thì bây giờ pin thay cũng xài ok rồi và pin thay chuẩn nhá. 4 triệu các bạn nha, 4 triệu. Máy thì mình thấy khá là chất và chuẩn quốc tế rồi. 4 triệu. Rồi tiếp theo có 6S Plus 32 GB chính hãng VN luôn. Nhưng mà con này cũng là thay pin 100% rồi nhá. 6S Plus thì cũng lâu rồi, nhưng mà được cái con này là hàng chính hãng. Và bán cho các bạn 3 triệu thôi, có đúng một cái nhá. 32 GB 6S Plus màn hình to 5 inch rưỡi đấy các bạn. Máy thì cực kỳ đẹp rồi, khỏi phải chê. 3 triệu. Màu silver nha, hay còn gọi là màu bạc trắng. Chuẩn chỉ chính hãng VN. 32 GB pin 100%. Rồi, đây còn một chùm nữa. Nhưng mà để giới thiệu hai con iPad này đi cho nó trống chỗ. iPad mini, nhưng mà mini mấy thì để mình kiểm tra. iPad mini thì nó 8 inch nha các bạn. 8 inch. iPad mini 4 các bạn ơi. 128 GB màu gold luôn. Úi giời chất thế. 128 GB nha. Máy mới keng. Có mới keng luôn, chân sạc còn mới tinh tình tình luôn, kiểu hàng tồn kho đây thanh lý. Và con này màu gold luôn, 128 GB và là bản 4G và wifi đầy đủ nhá. Máy ngoại hình thì không khác gì máy mới, nhưng mà chỉ có máy trần thôi, không có hộp. Đây bạn nhìn chân sạc của mình thì các bạn thấy này, nó mới đến như thế nào. Chân sạc, chân tai nghe chưa có bụi luôn. Máy mới cứng. Và phiên bản nhiều ghi, phiên bản 128 GB. Và giá là 6 triệu mốt nha. 6 triệu mốt. Chắc còn một cái thôi, để xem cái kia là cái gì nữa. Đấy, màu gold. Mới cứng luôn các bạn nhé, có tí bụi thôi. Mới cứng luôn. Chân sạc là chưa 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 mới sạc có vài lần lên còn mới tinh tình tình. Rồi tiếp theo một con nữa. Con này để xem cũng thế, màu trắng các bạn ạ. Màu trắng này thì bán 6 triệu. Mới tinh vậy là thanh lý được một cặp. Đúng rồi. Rất là mới luôn. Nhìn thì không chê vào đâu được. iPad mini 4 128 GB luôn các bạn ơi. Như vậy là nguyên một cặp luôn. Con này là giá, con màu trắng này là giá 6 triệu bạn nhé. Máy mới pin trăm luôn mà, mới sạc có mấy lần đây này. Có con này còn ghi này. Thì nhìn chân sạc thế này là đánh giá được rồi các bạn nhé. Cứ yên tâm, bao luôn. Và các bạn cũng biết là sản phẩm nào thì mình cũng bảo hành 6 tháng rồi, không cần phải lo lắng gì luôn. Rồi mình sẽ chuyển sang đây. Tiếp theo vẫn còn một cái mớ máy đây. Các bạn theo dõi đến hết clip để ủng hộ mình nhé. Xem đừng tua. Đến cái nào hay thì chúng ta mua nhé. Tua tua là chúng ta không biết đường nào mà mua. Bên mình bán với cái phong cách là các bạn xem review rồi chọn cái máy nào cần mua rồi mới điện đến cho mình để đặt hàng. Chứ điện đến hỏi là mình cũng không biết trả lời sao hết á nha. Có nhiều bạn là mình thấy là hay điện đến anh có những cái Oppo nào báo cho em với. Thì thực tế là những bạn như thế thì các bạn thông cảm cho mình. Mình không báo được nhá. Mình không... không báo kiểu như thế được vì mình làm video này để nhiều người cùng xem rồi lựa. Ai muốn mua cái nào thì chúng ta mua cái đó, các bạn thông cảm cho mình nhá. Nhiều người không hiểu bảo chảnh chiếc nọ kia nhưng mà thực tế ra là mình không có thời gian.
các bạn cứ canh lúc rảnh rỗi các bạn xem clip, các bạn lựa được cái máy. Mình ngày nào mình cũng có review trên đây này, các bạn đăng ký kênh cho mình rồi sau đó là các bạn cứ canh mình review lên để các bạn xem bạn kết cái máy nào trong cái giá tiền đấy. Mình có báo giá từng cái trên đây rồi đấy. Báo giá từng cái trên đây rồi, kết cái nào là lúc đó chúng ta super sôi luôn, đúng không? Chúng ta gọi đến hotline 0979 78 2366 hoặc là 0367 709 123 để mà đặt cọc mua luôn. Rồi tiếp theo là có một con Oppo gì đấy, con Oppo A83. Con A83 này thì giá rất là rẻ. Giá nó chỉ có là 1.250.000 thôi. Nhưng mà để xem các bạn sẽ sở hữu một con máy cũng tương đối là đẹp màu đỏ các bạn nhé. Mình thì thấy khá là sạch sẽ rồi đấy. Chả tội gì mà đi xài máy cùi bắp nữa, xài con này còn Zalo, Facebook, nghe nhạc, xem phim, giải trí ngon lành. Đây và xem cấu hình của nó. Con này cấu hình mình thấy có khi là cũng rất gì và này nọ đấy. Ui RAM 4, bộ nhớ 64GB luôn. Đấy, có bộ A83 chính hãng các bạn nhé. RAM 4 bộ nhớ 64GB luôn mà giá thì cực kỳ là hạt rẻ, chỉ có 1.250.000 thôi. Và chắc là mình cũng chỉ có một cái duy nhất thôi. Đấy. Cho bạn nào kết thì chúng ta nhanh tay chúng ta điện chúng ta chốt, chứ còn đợi giới thiệu nữa thì cũng lâu. Rồi tiếp theo là Samsung A10. Con này nó hơi lạm nhạm lưng tí nhưng không sao, dòng này dòng cỏ. Này cũng còn đạt được khoảng 98-99%. Thì cái Samsung A10 này thì giá nó chỉ là độ, con này là 1 triệu, con nhậm nhậm lưng này là bán 1.850.000, 1.850.000 các bạn nhé. Samsung A10 thì nó RAM 2 bộ nhớ 32 đấy, cũng cảm ứng mượt nhạy phà phà và cũng là chính hãng Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A10 các bạn nhé, màu xanh, chính hãng 2 sim, máy xài ngon ổn, bảo hành 6 tháng. Giá con này là 1.850.000. Và một con màu đen đây, nó đẹp hơn, nó không lậm nhặn gì hết, thì là 1.900.000. Đấy, tùy muốn lấy con nào thì lấy, chính hãng hết các bạn nhé. A10. Rồi đây có con A02, con Samsung Galaxy A02. Con này thì mình nghĩ là pin khá là trâu đấy, cấu hình cũng tương đối là ổn và giá thì cũng rẻ. Con này là ngoại hình vào khoảng 98-99% và giá nó cũng chỉ có 1.900.000 thôi. Giá nó cũng 1.900.000 thôi các bạn nhé. Rồi Oppo F9 màu xanh, lưng bình thường khoảng 99%, zin nguyên chính hãng. Và Oppo F9 thì hôm nay có giá là 2.300.000 các bạn nhé. 2.300.000, cực kỳ là rẻ rồi, dễ mua dễ dùng, chính hãng 2 sim, RAM 4 bộ nhớ 64GB. Rồi tiếp theo là con F11. Con F11 thì hôm nay là có giá là 2.900.000. 2.900.000. F11 RAM 6 bộ nhớ 64 các bạn nhé, màn hình to, pin trâu. Chính hãng 2 sim và đây là máy màu xanh đậm, hai camera sau có vân tay đầy đủ. Oppo F11 chính hãng. Giá 2.900.000. Rồi tiếp theo là A5 2020 giá 3.000.000. Con này là phiên bản bộ nhớ 128GB và RAM tới 4GB, pin trâu 5000, chạy chip của Mỹ. Nên giá 3.000.000 cũng rất là phù hợp. Màn hình to, hai loa kép, dùng được 2 sim bởi vì đây là hàng chính hãng các bạn nhé. Bảo hành lại còn lâu nữa, bảo hành tới 6 tháng luôn. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy A21s, phiên bản RAM 6 bộ nhớ 64GB luôn, 4 camera sau hình chữ nhật luôn, pin trâu, cấu hình khỏe luôn các bạn nhé. Và A21s này là có giá là 2.900.000, 2.900.000 các bạn nha. Con máy khá là chất, màn hình tới 6.53, chính hãng của Samsung và RAM tới 6GB, RAM 6GB thì khá là khỏe đấy các bạn. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy A20s, màn hình to 6:6 luôn hay sao á. Con A20s là màn hình 6:6. Và A20s này thì là nó có cái giá bán cho các bạn. Con này A10s chứ A10s hay A20s để xem lại.
A20s các bạn ạ, đúng rồi. A20s này thì là có giá là 2 triệu tư một máy các bạn nhé. Màn hình to vật vã, pin trâu, 3 cam sau luôn. Máy chính hãng Samsung và cũng còn tương đối là đẹp, nói chung là khá đẹp. Giá 2 triệu tư. Có hai màu luôn đây. Đấy, có luôn cả màu xanh và màu đen cho các bạn lựa chọn đây nhé. Hàng chuẩn chỉ chính hãng Samsung Galaxy. Rồi tiếp theo là Samsung Galaxy A12 và là phiên bản RAM 6. Phiên bản RAM 6 các bạn ạ. Phiên bản này là phiên bản cao, phiên bản bộ nhớ 128, RAM 6GB màu trắng, máy khá là keng. Keng như là máy mới luôn nha các bạn. Cực kỳ là chất luôn. Và cái con A12 này thì là có giá bán cho các bạn là 3 triệu 2, 3 triệu 200 nghìn. Bạn lưu ý là pin trâu 5.000, màn hình to 6.53 inch, 4 camera sau, sản phẩm chính hãng của Samsung nhá. Dùng được 2 sim. Rồi tiếp theo là có Z6 Plus. Z6 Plus thì cũng khá chất. Máy màn hình 6 inch, 2 cam sau, RAM 3, bộ nhớ 32GB, chuẩn chỉ chính hãng của Samsung và giá của nó là 2 triệu 1. Máy khá là đẹp, còn hai cái màu đen, rất là keng các bạn nhé. Mua về chỉ việc gắn sim vào là dùng, khỏi phải dùng cùi bắt. Rồi tiếp theo là có A10s, Samsung Galaxy A10s thì con này là 2 triệu. A10s là 2 triệu. Đấy, màu xanh khá là keng nha, chính hãng 2 sim. Rồi thì vừa rồi mình giới thiệu đến các bạn rất là nhiều cái sản phẩm mình thấy tương đối là hạt rẻ luôn, chỉ có 1 triệu mấy cho đến hơn 2 triệu thôi. Trong đó thì có một cặp iPad mini 4 128GB rất là khủng luôn nhá, máy mới tồn kho thanh lý ra. Pin còn nguyên si 100%, chưa sạc. Không phải là chưa sạc mà mới sạc có vài lần. Và màu trắng thì mình bán là 6 triệu 1 và màu gold là mình bán 6 triệu 2. Thì bạn nào kết thì chúng ta nhanh tay. Cũng như tất cả những cái sản phẩm đây là chính hãng. Và tất cả sản phẩm là mình cam kết bảo hành cho các bạn một đổi một trong vòng 6 tháng nếu có lỗi các bạn nhé. Bạn nào mà kết cái sản phẩm nào thì alo cho mình đến số điện thoại 0979 782366 và số 0367 709123 để mà đặt cọc mua hàng. Ngoài ra thì nếu ai ở gần khu vực Tân Phú, Đồng Nai có thể đến trực tiếp shop của mình ngay sát cổng chợ Ngọc Lâm, xã Phú Xuân, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để xem và mua hàng. Bạn nào mà không biết đường đi lối lại thì có thể vào cái Google Map á, các bạn search chữ di động Nhật Nam, Google Map hoặc là Google tìm kiếm, search cái chữ di động Nhật Nam là các bạn sẽ thấy địa chỉ của shop mình nhé. Và lưu ý là chỉ có duy nhất một shop ở Tân Phú, Đồng Nai là shop điện thoại di động Nhật Nam chính hãng nha. Còn tất cả những cái shop khác mà mang tên Nhật Nam là đạo nhái hết chứ không phải đúng hàng chính hãng như bên mình bảo hành 6 tháng nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã luôn yêu mến, ủng hộ và theo dõi video. Một lần nữa thì chúc các bạn thật nhiều niềm vui, sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Các bạn khi xem nhớ like, ủng hộ mình và chia sẻ video đến nhiều người khác. Ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.